phi cơ bắt đầu đáp xuống phi trường quốc tế Honolulu ở Hawaii. Đây là hòn đảo Oahu, là một trong 8 hòn đảo của quần đảo Hawaii, với thủ phủ là Honolulu. Ở nơi đó có rất nhiều người Việt cư ngụ, được coi như là đông nhất trong 8 hòn đảo. Trước năm 1975, Hawaii còn có tên gọi là Hạ Hawaii, được coi như là thiên đường của hạ giới. Và sau năm 1975, còn có thêm một cái tên gọi khác, đó là xứ thần tiên. Lần này đến Hawaii trong 10 ngày. Dưới sự hướng dẫn của Việt Thảo và qua ống kính của anh Eric Hiệp Nguyễn, chỉ mong sao có thể giới thiệu được một phần nào những sinh hoạt của người Việt đang sinh sống tại đây và những nét độc đáo của Hawaii đến với người Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới. Lần này đi thực hiện ở đâu? Chắc chắn là Big Island, một trong những hòn đảo lớn nhất của Hawaii đang có núi lửa, chúng ta không nên đến. Còn các đảo khác thì tương đối nhỏ hơn và ít người hơn. Thôi thì mình đi thực hiện phóng sự ở hòn đảo có đông người Việt nhất, đó là hòn đảo Oahu, nơi có phi trường quốc tế Honolulu và có đông người Việt. Đi đâu, làm gì, ở đâu, chắc có lẽ tùy duyên. Để nhờ những người bạn, những người anh em đang sinh sống tại đây hướng dẫn. Nhưng trong đầu mình có nghĩ đến Hawaii, trong lịch sử được biết đến rất nhiều với trận Trân Châu Cảng, tức là ở Pearl Harbor. Ở Hawaii có cái chợ trời rất lớn mà trong đó hầu như người Việt Nam mình chiếm đa số làm ăn buôn bán. Ở nơi đây có bãi biển Waikiki Beach rất đẹp, rất nổi tiếng và rất đông du khách đến. Còn nhiều lắm. Nhưng có lẽ khi đi ăn, mình sẽ đi ăn ở những cái nhà hàng Việt Nam để nhằm giới thiệu những cái sinh hoạt văn hóa ẩm thực của người Việt Nam ở tại Hawaii này. Còn rất nhiều. Có lẽ mời các bạn cùng với Việt Thảo bắt đầu cuộc hành trình ở trên đảo thần tiên này khi phi cơ bắt đầu đáp xuống phi trường quốc tế Honolulu.
Đây là anh Hiệp. Dạ, chào anh. Nó nhá đèn tôi cho biết là nó tới. Ê, Mai Quốc Huy đi đón mà đón người đón trễ nè. Có người phỏng tay trên rồi. Lộc, Mai, chị Mai đi North Carolina nè. Dạ. Rồi 19 về đúng không? 18 về. 18 về. Anh biết ngày hôm nay ngày gì không? Ngày tiếng khóc chào đời của em. Ô thiệt à hả? Ê, happy birthday, thiệt á hả? Thank you. Rồi. Oh man. Vậy một chút. Happy birthday luôn. Là được được như 43 không? 45, à, 55 anh. Ủa tưởng 43 tuổi. Ê. Hay quá. Quay kìa vậy, chân kì vậy. Chân kì vậy. Chân người nước ngoài, chân người nước trong hả? Go, we go right way. Ok. Trời ơi, quay. Hey, hey. All right. We go right way. Go right way. Go. Nè anh Hiệp, anh Hiệp. Alo hả? Tức là đây là anh Vinh. Đây là người ở đây, anh em ở đây để đón anh. Anh Vinh là làm sẽ đi với Thảo không? Rồi anh Lộng đâu vậy? Ôi chơi nhiều quá vậy? Hello Lộng. Đang lại có 6 người đón anh là 6 cái. Được, được, được. Mình phải đi liệm thôi bị phạt. Ok, đây là Mai Quốc Huy. Đó bây giờ mình lại nhà hàng nào? Go, go right way. Sài Gòn, nhà hàng Sài Gòn. Mình đi nhà hàng Sài Gòn mình ăn cơm trước. Dạ. Trời chi dữ dội như cái này cho Lộc nè. Cho em nữa. Đây là anh Vin. Anh là chủ hai chiếc tàu mà đến cả dưới đây. Rồi ngày mai mình đi được hay bữa nay? Ngày mai đó là mình đi khoảng 10 giờ cho tới 12 giờ là mình đi du thuyền. Khoan. Có anh Vin đi theo. 10 giờ sáng đi tới 12. 12 giờ là tại đi 2 tiếng ngoài biển lên mấy cái chỗ mà cần để. Lý do tại sao mình không đi sớm? Cái thằng mà lái tàu rồi mình phụ vụ thuộc nó thì bây giờ khỏi cần captain mình lái. Không được đâu. Thì cái lịch đó ngày mai đó là khoảng 9 giờ đó em qua được em nhân viên. Ok, dạ xin chào. Dạ. Chào em bà chủ. Chào. Dạ. Khỏe anh Thảo. Khỏe. Aloha. Aloha. Mahalo. Chị mở tiệm này là bao lâu rồi? Tiệm này là được 4 năm. 4 năm. Nhưng mà cái cũ của em từ hồi nào tới giờ em được 20 năm. Rồi ở đâu? Cái cũ ở đâu? Cái cũ hồi xưa là em bên đây, đối diện đây nè. Nó nhỏ quá 3 năm, cái nó đập, nó điêu lên. Cái em mua về đường Kim Múc Cù được 13 năm. Cái là em... Nó cũng không đủ chỗ luôn. Dạ không, lên trên ngoài rồi. Chị tên gì? Em tên Hoa. Chị Hoa. Dạ. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn Thảo nhiều. Bữa nay là ngày đầu tiên Việt Thảo đến Hawaii. Dạ. Định ở đây 10 ngày. Dạ. Để mình thu những hình ảnh của Hawaii cho người Việt Nam khắp nơi xem. Thì cái duyên chị là cái tiệm ăn đầu tiên mà Thảo. Kêu bằng chị chứ nhỏ hơn Thảo á. Em nhỏ hơn anh. Dạ. Dạ. Sinh năm mấy? Em 6/11. Ủa trời nhỏ hơn nhiều, sinh năm 4. Dạ. Con trâu. Đây con ngựa. Thì tụi mình gia súc giống nhau, ngựa trâu. Chúc mừng nha. Dạ, mình ăn cái gì? Bữa nay mình ăn cái gì ngon? Dạ, anh Thảo muốn cá ăn cá kho tộ, tại vì đây là nổi tiếng. Dạ, cá kho tộ. Nổi tiếng cá kho tộ. Canh chua. Anh muốn ăn cơm phần. Cơm phần. Dạ. Thôi vậy đi. Cơm riêng.
tôm nhiều quá không? Tại sao mình để cho bà chủ bà order theo cái món rồi rồi rồi. Bây giờ nè theo chị thì sáu người đó là chị order theo cái chị đi. Bây giờ nè cái người từ trong đất liền đi ra đảo nè. Thì bây giờ ở hai đảo cho ăn cái gì? Em Việt Nam thì em cho ăn cơm theo Việt Nam, rồi. Cơm chua, cá kho tộ, rau muống sò tỏi, rồi. Tôm riêm, rồi. Rồi anh muốn mực xào, sả ớt. Nhiều quá không? Nhiều quá. Vậy thôi. Rau cải xào đi. Rồi, rau cải xào. Hồi tới đó thôi mình có rau rồi. Rồi thôi vậy thôi em. Dạ. Cá gì? Canh chua cá gì? Canh chua cá lau được, cá nâu, cá khét thiết mà em lấy cá ba xào. Được. Dạ. Phi lê sẵn rồi. Cá kho cũng vậy đúng không? Dạ đúng. Có thịt ram mặn không? Dạ không. Không có. Em có thịt nướng. Thịt heo nướng cũng ngon lắm. Nhiều quá. Tại vì mình nếu mà chị làm á, ít thì mình làm nhiều món thì mình ăn mình thưởng thức luôn. Làm đi chút. Thôi mấy món ăn được rồi. Làm đi thưởng thức, tại vì bây giờ chị làm món ít chút xíu mình thưởng thức. Làm đi chị, làm đi. Dạ, ok. Làm anh đừng có lo để rồi, rồi rồi. Rồi. Anh Hiệp. Anh Hiệp không được ăn nha, anh Hiệp đứng quay nha. Rồi anh mới xuống sân bay em đón á. Đây là lần đầu tiên mà đầu tiên anh tới là quay cái quán rồi chị đầu tiên. Dạ, cái đầu tiên luôn đó. Mới xuống sân bay. Dạ. Dạ. Đây là một quán phở Việt Nam á, là cũng có một số quán, nhưng mà đây là một trong những quán mà em nghĩ là nó cái không gian và cái sự sạch sẽ và cái sự món ăn á là một trong những quán có thể là mình đến là thưởng thức là ok. Chứ còn những cái quán khác thì cũng có. Gia đình vợ em cũng có một quán phở nữa, nhưng nó nằm tréo đường xíu. Ủa gì hả? À, cách đây khoảng chừng 30 phút anh nè. Dạ dạ, lúc nào ở đây 10 ngày thì khi nào ghé ăn tiệm phở dạ. Yeah. Để đó tính sau, bây giờ là mình tính chỗ này trước. Đó, anh em thấy không? Người Việt Nam mình ở đâu cũng vậy đó, hiếu khách lắm. Yeah. Khi mà nghe anh em tới rồi đó, không phải Hawaii đâu, bất cứ chỗ nào đều hiếu khách và đón chào như vậy đó. Mà đặc biệt hồi nãy em có nói anh Vinh á, anh Vinh nói thì anh Việt Thảo qua thì mình đi mời anh tới chỗ nào, em nói không. Anh Việt Thảo anh rất là mộc mạc, mà cái vấn đề ở đây là mình đến Hawaii là mình quay cả Hawaii, nhưng mà người Việt Nam mình cũng ủng hộ trước, mình tới cái quán Việt Nam mình trước để mình ăn cái cá kho tổ, ăn cái một thứ cái đã rồi cái gì mà sushi hay rồi đi đó tính sau. Tại ở đây 10 ngày mà cho nên là ngày mai đó. Yeah. Mình đi là mấy giờ? Em nói là không, mấy giờ? 10 giờ. 10 giờ. Tại vì sáng sớm kịp 9 giờ, 9 giờ là em đón em. Em đón em. Em đón khách sạn hay đâu 9 giờ hay 9 giờ em qua đón em. Là ra tàu là 10 giờ mình đi khoảng 12 giờ, đi 2 tiếng là đủ. 2 tiếng xong mình trở về buổi trưa đây. Ủa đi 2 tiếng là mình đi đâu có giáp đảo nổi phải không? Giáp chứ. Không có giáp đảo. Không giáp nổi. Mình chỉ đi đến những cái địa điểm đẹp thôi phải không? Chỉ có chạy ở ngoài thôi, đi ở ngoài rồi quay ở ngoài, giống như mình đi qua đây mình hết rồi, với lại đúng rồi. Vòng về dưới Panama Bay rồi vậy thôi. Ok, còn tức là những cái điểm đẹp quan trọng là vậy. Mà cái đó du khách ít khi thấy được phải không? Tại vì người ta từ trong đất liền nhìn ra. Cái này từ ngoài biển nhìn vào. Đúng rồi. Dạ, mình đi khoảng 2 tiếng. 2 tiếng. Rồi sau đó mình làm gì? Mình về đây mình lấy xe mình đi vòng mấy cái vòng đảo. Được. Đi vòng đảo. Tức là về ăn trưa rồi đã, tức là cái lịch em hỏi anh á là cái chương trình của anh á là anh tới đây anh muốn biết gì ở Hawaii. Anh muốn biết cái gì, anh muốn cái plan của anh á. Anh hoàn toàn không biết gì về Hawaii hết. Cho nên ăn thua anh em ở đây. Anh muốn biết về cái gì? Mục đích của anh là gì? Để cho người Việt Nam mình khắp nơi khi xem cái video này, nếu họ không có dịp tới với Hawaii thì họ cũng biết Hawaii gì như thế nào. Có những cái gì mà đặc biệt. Dạ. Chẳng hạn như, thí dụ như Trân Châu Cảng, mình bắt buộc mình phải giới thiệu đến nơi đó. Dạ, vì nó là lịch sử rồi. Nha. Rồi hay là nghe nói người Việt Nam mình có đi đánh cá rồi đem cá tôm về vậy đó, là xuống bãi vô cá, đúng không? Ok, vậy anh muốn vậy. Anh có thời gian sớm được không? Buổi sớm. Anytime, sớm, okay. Băng ngày, băng đêm đều được hết. Lúc mà cá lên á, 4:30 in the morning. Được, 1 giờ khuya cũng được. Thôi, mấy giờ? 4 giờ rưỡi sáng là cá vô đó. Giờ đó bây giờ người ta lên cá. Yes, là đúng. Dạ. Cái đó, đó. Tại vì mình xuống đó cái giờ đó người ta lên cá giờ đó. Xong rồi á, mình vô mình option. Nói, à, mình mới vô option, tại vì trong option thì em quen. Cho nên em nói người ta cho anh vô anh quay. Đúng, đúng, đúng. Rồi quay option xong mình làm gì nữa? Bây giờ quay option xong mình làm gì nữa? Mình đi quay xong mình anh em mình những cái người mà đến cá rồi mình ngồi tâm tình chút xíu, cà phê cà pháo luôn, cà phê pháo dưới tàu. Được. Xong là 9 giờ mình ăn sáng, 9 giờ mình ra tàu du thuyền đi luôn. Rồi, quyết định vậy ha. Đi du thuyền xong là 12 giờ trưa đi ăn cơm trưa. Rồi. Cơm trưa xong mình đi cái vòng đảo đi bằng xe. Rồi. Đó. Rồi tới chiều về làm gì? Chiều về thì mình nhậu. Sushi. Cá sống lo cho okay. Nhiều, cá sống. Ok, như vậy nha. Như vậy nha, như vậy là mình có cái plan đầu tiên. Chưa biết nha. Là theo lịch trình đó là hừng sáng là mình sẽ đi ra coi tàu vô lên cá.
rồi mình coi auction, tức là bán đấu giá đó. Cá bây giờ bán đấu giá mới ngộ nha. Rồi xong xuôi rồi là cái plan tới như thế nào là ngày mai tính. Vậy nha, bây giờ mình ăn cơm. Ô món gì dưới vừa là món gì? Cái này mình ăn gà chiên nước mắm anh. Tiệm mình là nhà hàng gì tên gì? Phở Sài Gòn. Phở Sài Gòn. Phở Sài Gòn. Không không có cái ok, hôm nay các bạn ơi, hôm nay ngày đầu tiên đến với Hawaii, gặp nè, giới thiệu đây Lộc nè, Lộc nè, chồng chị Mai nè, ca sĩ Mai Quốc Huy nè, anh Vinh đúng không, là thổ địa. Thổ địa tức là hồi sinh ra là từ dưới đất ở đây lên rồi đó. 28 năm. Thì cái ngày đầu tiên từ phi trường vô là mình vô phở Sài Gòn ăn cơm. Dạ. Rồi xin mời, xin mời. Đây, em nhìn Vinh được tạm rồi ăn Phở Sài Gòn chạy lên xíu đi, Mỹ sớm giờ mới gọi cho anh. Đúng rồi. Ngon quá. Khỏi đem răng ra ăn luôn rồi về đem răng luôn cho nó tiện. Cái ngon là nó không có cứng ha, mềm mại ngon quá. Ê, chiều này đi nhậu với em luôn nha. Chiều này đi nhậu với em. Được rồi, đẹp, anh đẹp ăn lên đẹp. Trời ơi, coi cái ui, cái bụng con cá nè má ơi. Cái bụng con cá này là ngon vô cùng. Coi trên bến còn lại nè. Dạ, cái này cũng có nước mắm mặn nữa không? Cái này cá pa sa, chắc cá pa sa Việt Nam. Ớt có đây nè, cho nước mắm. Nóng quá, ngon quá. Thì cạo á, anh nhu cầu ăn uống đi bất cứ đâu mà đối với anh là ăn nó có chế độ làm đủ thứ. Nhưng mà cũng có cái hay. Dạ, cảm ơn. Trời, ăn cái này nhớ cá dứa rồi, Việt Nam quá. Anh Thảo mà quay lên thì thấy anh ăn uống coi như là thế thèm á, như thế thèm. Thèm luôn. Ăn ngon lắm hả? Anh thấy được phải không? Dạ, rồi, cá có độ nè. Cá có độ. Dạ cảm ơn. Đó, đang sôi luôn. Thì Thảo là quá nhất đến cả em đi là anh ăn cái món lạ chơi luôn á. Thử luôn cái cá kho luôn, ngon quá. Cho thêm một dĩa. Bỏ luôn em, hết luôn em. Vậy gì nữa? Vinh ăn cá. Ơ, cá này giống cá lóc quá vậy? Không, không, cá phía sinh. Nhưng mà mình lấy cái phần nhỏ đúng không? Con nhỏ. Còn cái khứa nhỏ nhỏ tưởng cá lóc luôn. Chắc có lẽ ngon quá quý vị. Ngon ngon, tại vì em là từng ăn đến món này mà. Không, nghĩ là nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Ngon lắm. Nhiều quá ăn hết. Nhiều quá ăn hết là đồ ăn thành ra sẽ mất ngon. Như cái đủ rồi. Chỉ có cái ăn thiếu bữa nào mới tới lại nè. Ngon, cá ngọt. Ăn nhanh đây. Vâng, 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 vâng. Chờ mình với Vinh. Dắt. Rồi. Có vậy nè. Xin mời ăn anh Hiệp ơi, xin mời anh Hiệp, ăn anh Hiệp ơi. Mời đi, mời Mỹ. Vinh. Dạ, thank you. Lộc. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, anh Hiệp cho anh Hiệp nguyên dĩa luôn. Mình tính tiền. Từ đây. No, không có, mình tính tiền. Em tính đi. Không có bằng. Em là khách mà để đây. Em cứ nói chuyện đi đó. Đây mình mời chị qua đi, mời chị qua là cảm ơn ấy. Em ơi, mời chị qua, mời chị qua. Rồi chị qua. Nãy Quốc Huy nó vô nó tính tiền, chị không nhận tiền. Mà hình như nghệ sĩ đến đây ăn chị không có lấy tiền đúng không? Em mời cũng như gia đình ăn góp về âm nhạc và tinh thần thì em cũng góp sức vào, cũng muốn ăn cái nghề của em. Được, cảm ơn. Các bạn lần đầu tiên nha, đến với Hawaii từ phi trường đi thẳng vô phở Sài Gòn ăn cơm, phải nói rất ngon nha. Cái cá gì, cá ba sa, ăn nhớ cá dứa, cá Việt Nam, cá fish nha, mà béo ngon lắm. Nói chung bữa ăn rất là ngon. Cái hương vị mà Thảo nghĩ rằng khi đến với Hawaii người Việt Nam ăn không chê được. Cảm ơn. Chị không lấy tiền thì chịu thôi. Cảm ơn. Dạ. Cho nhà dưới người ta nhìn mặt anh cái ta. Dạ được. Dạ được, dạ được, dạ được. Dạ được. Anh Hiệp. Anh
Hello. Thấy thương không? 10 ngày ở đây sẽ lỡ đi ăn nữa nha. Cảm ơn chị Hoa nhiều. Dạ. Ok, bây giờ như này. Ủa Lộc đi rồi hả? Đi rồi. Ok. Không gấp mà. Dạ hiểu. Bây giờ như vậy nè, bây giờ mình ăn cơm xong rồi. Mấy giờ rồi? 1:20. Bây giờ chạy đi đâu được? Anh nói nghe nói là ở đây, ở bên Hawaii có một cái chỗ làm khóm mà coi như là nổi tiếng cả nước Mỹ phải không? Thế giới luôn. Là hiểu gì? No plantation. Là xuất xứ từ Hawaii. Rồi đóng hộp bán đi khắp nơi. Bây giờ mình lại đó được không? Đây tới đó bao xa? 45 phút. Trên đường có cảnh đẹp không? Có luôn. Hawaii mà. Phải không? Dạ. Bây giờ mình lại mình thăm cái farm khóm. Okay. Nó có bán để mình ăn không? Có. Ok, các bạn, mình đi nha. Có bán kem được không? Có kem hả? Dạ. Kem là mình khóm luôn. Wow. Mình đi thăm cái vườn khóm nha, tại Hawaii vườn khóm nổi tiếng nha. Khi mà du khách đến đây là phải đến cho bằng được. Bây giờ mình đi. Ok, go. Ok, let's go. Các bạn ơi, ở bên đất liền đó là mình có ăn cái khóm hay là dứa mà trong hộp, nhớ không? Nó cắt tròn này ha, khoanh tròn miếng rồi ở giữa nó rút cái cùi luôn, có cái lỗ. Dạ, thì của hãng Dole. Mình ăn chứ mình không biết nó ở đâu. Khi đến Hawaii rồi thì Dược Thảo mới biết rằng cái khóm đó hay cái dứa đó là xuất xứ từ Hawaii. Người ta trồng ở đây và có nhà máy làm công nghiệp lớn đàng hoàng. Ở nơi đây biết bao nhiêu mẫu nha. Mênh mông, nếu mà Việt Nam gọi là cò bay thẳng cánh đó. Ở đây trồng dứa không, trồng thôm. Và sản xuất đi toàn nước Mỹ cũng như trên thế giới. Là cái hãng Dole là tại nơi đây. Đây là cái cổng chánh để mình vào. Vào trong nha, bây giờ mình chưa vào, mình chưa biết là cái gì trong đó. Bảo đảm nó có nhiều cái hấp dẫn lắm. Và Việt Thảo muốn giới thiệu để khi các bạn nào ở từ Việt Nam, Úc Châu hay là trong đất liền của nội địa Hoa Kỳ có đến với Hawaii đi du lịch, nhớ nha, phải ghé qua chỗ này để mình thăm cái vườn khóm lớn nhất luôn ở tại Hawaii này, lớn nhất nước Mỹ luôn. Dạ, bây giờ mình vô nha. Dạ. Sinh July 1900. Ôi mày, 1900. Dạ, là chỗ này có là 1900. 1900 bây giờ là 118 năm rồi. 2018 đã có được 118 năm. Dole Plantation từ tháng 7 ngày 28 1900. Như vậy là có được 118 năm. Đó, đây là cái cổng để đi vào. Ở đây nha, xe bus nè, xe du lịch nè, rồi xe nhà nè, rồi xe cái gì đó, những cái người mà người ta đi từng đoàn đó. Đi tour. Yes. Các sắc dân khắp nơi khi đến với Hawaii là phải ghé chỗ này, các bạn nhớ nha. Phải đi coi cho bằng được. Nhìn người ta đang đi kìa. Yeah, nghe hết chứ. Ôi xuống nguyên chiếc bus bự luôn cả, thấy không? Wow. Vậy mà bao nhiêu người đi Hawaii rồi chưa có chịu ghé vô. Đi.
cái này dễ thương á. Đúng. Ở đây anh thấy tất cả những sản phẩm ở đây là mừng khóm, kẹo, nè, bánh, nhiều thứ hết. Mứt khóm. À. Cái này là mứt khóm. Gummy bear. Gummy bear. Tất cả là mứt khóm hết. Là mứt khóm. Wow. Ui trời mê quá em ơi. Rồi. Yeah. Đi lời sao anh thầy nè. Oh, ở đây chỉ là giống như cái khu shopping đó, là những cái sản phẩm là làm ra từ khóm hay hình ảnh về trái khóm, những cái gì liên quan tới khóm là cái chỗ này để cho du khách mua. Magnet tức là những cái miếng hít đó, hít 500 để tủ lạnh cũng có nữa. Ở đây. Bây giờ mình đi thăm vườn khóm trước đi. Đúng, đi thăm vườn khóm đây, trước đây, đi. Sau này, sau này. Lotion, everything là bằng khóm. Cái gì? Dạ. Bánh mì. À, của anh ơi. Soap. Lotion. Sorry. Oh man. Dạ. Thiệt không? Có hương vị của khóm. Đấy, dạ. Có ít. Sao bông? Lotion. Thơm mùi khóm nè. Đây nè. Lotion nè. Ừ. Thơm mùi khóm nè. I can't believe it. Coi như đó tất cả đều có nước mùi là mùi khóm nha. Chocolate pineapple. No way. Yes. Chocolate làm bằng pineapple. Pineapple. Tôi đang nói tiếng Mỹ đó. Chocolate làm bằng pineapple. Pineapple là khóm nha. Chocolate là sô cô la đó. Yes, làm bằng khóm luôn. Ui cha. Đồ. Lipstick. Gì? Đồ cái để đây đâu? Oh my. Chapstick. Lipstick cũng bằng khóm nữa. Hay quá, thiệt là ngộ. Đừng có nói ớt làm bằng khóm luôn đi. À không, không dạ. Nhưng mà có hương vị của khóm. Những cái này có hương vị của khóm. Đây. Pineapple syrup. Oh, cái này là siro đó, siro dạ. Mà làm từ khóm. Dạ. Ê, tự nhiên quảng cáo khóm. tại mình đang tới phần khóm mà. Không, thực sự mà nói dạ. Khi đến đây rồi 64 tuổi nha. Ở Mỹ 38 năm nha. Đến Hawaii mấy lần nha. Lần đầu tiên mới mở mắt ra. Cho nên các bạn thấy, có đôi khi nếu bây giờ tôi chưa tới Hawaii, tôi chưa nghe Vinh hay là Mai Quốc Huy dẫn đi cái vườn khóm ngày hôm nay, mà tôi nghe anh em kể nha, chocolate là bằng khóm nè, rồi lotion là bằng khóm nha, xà bông là bằng khóm nha, tôi cho rằng những người này nó dốc. Và nếu những người này có post lên, đăng lên, tôi nói mấy cha này xạo. Bữa nay tôi nói sẽ nhiều người nói ăn chay dược thảo xạo. Không có. Đến đi, đến Hawaii rồi sẽ thấy. Từ khóm mà ra bây giờ đi thăm vườn khóm trước đã. Hãy thăm vườn khóm trước đã. Wow. Cam nè. Ở đây là đó, xếp hàng để mua kem á. Thấy chưa? Cái chỗ này là xếp hàng để mua kem mà kem khóm rồi đó. Trời ơi quá trời luôn. Thôi mình đi thăm vườn khóm dạ. Đi. Mình đi thăm vườn khóm. Nói từ giờ ngàn năm sáu lần luôn á. Nói cứ đi thăm vườn khóm mà không giờ đi được. Tại vì cái chỗ này nó lớn mênh mông luôn. Ôi cha ơi. Các bạn ơi vô đây nghe, nguyên một ngày còn được nữa. Đi 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 thăm vườn khóm. Nói mười mấy lần rồi đó nghe. Ô, oh, mình phải lên chiếc xe. Lên. Đó kem khóm nè. Dạ, kem khóm, nó bán trong đó đó người ta. Đây mình ngồi dưới này mình ăn. Bây giờ mình coi ai ra mua đó mình mua lại. Lâu chút xíu cái rồi. Cái đó hơi bị khó tại người ta xếp hàng vô. Tại anh Việt Thảo vô đây chụp hình nó khóm luôn nè. Huy vô chụp hình nhân tạo kìa. Hello. Vô đi Vinh. Huy. Ai nói Hawaii không có đồ chơi đâu. Vậy mà Mai Quốc Huy chưa tới đây. Dạ có tới rồi, nhưng mà hôm nay có anh thì mới được cái sự giải thích của anh Vinh với anh thì em biết rõ hơn. Còn trước vô cái là đi ra. Bây giờ thấy người ta ăn ice cream thấy thèm quá. Tôi còn bàn tính anh em đó, bây giờ sắp hàng lâu quá coi có ai mua ra đó. Mình mua lại giá cao hơn. Nhìn nó còn khuya đó, nó sắp hàng hơn. Bây giờ mình lên chiếc xe mình đi thăm vườn khóm nha. Dạ. Đi. Anh có thể đứng đó quay chiếc đó.
Hả? Dạ mua giá. Không sao, không sao. Mình phải mua vé đúng không? Dạ. Dạ. Mình phải mua vé mình mới được đi thăm, tại vì đó không phải là đi bộ đi được. Mình phải lên cái xe, chiếc xe như train vậy đó, nó chở đi. Đương nhiên. Ô, đang nói tới đây tự nhiên thấy đây khóm luôn nè. Khóm nè. Cái này nó có tên thế. À ha. Có những cái nhiều loại đó. Dạ, ô, trái khóm đỏ kìa. Đây nè. Yes. Cái khóm đỏ tươi hả? Khóm thiệt nha, cái này khóm thiệt không phải khóm giả nha. Yeah. Dễ thương quá. Nên, nên đến Hawaii coi. Yeah. Going this way? Ủa, phải không? Thank you. Apple Express? No. Đúng rồi, anh đi đường này đó. Ok. Tới đây mình tới nhớ tới ga tàu Việt Nam. Nó cần phải sân ga bắn tanh. Pineapple Express. Cái trái này chín nó héo lại kìa. Dạ. Cái gì vậy? Em không biết luôn. Biết trái gì luôn. Oh man. Trái bự quá giống như trái khóm luôn ha. Dạ đúng rồi, cái đó là trái dứa dại anh. Hả? Dứa dại. Dứa dại. Cũng trái khóm dại đó. Oh wow. Dạ. Anh Hiệp thấy anh Hiệp. Cây này ở Việt Nam mình bây giờ người ta lấy cái trái đó người ta phơi khô, nấu nước uống keo để hạ huyết áp rồi gì tá lạ tâm lâm. À. Trái dứa dại. Dạ. Là tại vì nó mọc dại cho nên gọi là dứa dại. Dạ. Chôm chôm nè. Trái chôm chôm đó. Ừ. Chôm như chôm chôm kiện không trái vậy. Từng trái một đó. Mình tưởng tượng như đang ở Disneyland đó. Nhưng mà một chút mình mới coi khóm không? Dạ, dạ. Giờ nó chở tới cái vườn. Chút nữa trên đường mình chạy đi nó so là chạy ngang giữa cánh đồng khóm luôn. Là thấy rõ hơn. Ô, chiếc xe thu hoạch khóm phải không? Dạ. Cái đó đó. Xe thu hoạch khóm không? Đúng rồi. Đúng rồi anh. Dạ. Bên trái này đẹp, bên trái chiếc xe thu hoạch khóm này đẹp. Đúng rồi đó. Oh, hay quá.
những cái máy đó đó là cũ rồi, coi như là một trong những cái mẫu mà gặt hái khóm mà có trong cái lịch sử của cái ngành làm khóm trong hơn 100 năm qua, 118 năm. Đây chỉ là một trong những cái máy mà bỏ rồi, đây là người ta để lại cho coi thôi. Yeah. Đây chưa nghe một chút mới vô, theo mình đoán vậy á, chút mới gặp. Carambola là gì? Cái cây á, cây carambola. Cái tên của nó. Ôi, trong cái xoài nữa kìa. Trong cái xoài á. Nghe nó đây là một trong những cây xoài là ngon. Long kìa, cho nó giải, cho giải, cho giải. Ô, qua đây nè, bên đây trái nè. Lychee trái giải. Lychee. Wow, thấy rõ anh ha. Ui, bên đây nè, sugarcane là cái mía nè, lime nè. Đây là hồi xưa là vườn này, khu này là trồng mía không á. Avocado. Avocado, đây wow. Là cái con này, cái con này. Banana, chuối. Yes. Ở bên trái có mấy hình đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Ô, cái ngựa kìa. Yeah. Khoa tri là cái gì? Dạ. Cái khoa, cái gỗ khoa. Cái gỗ này rất là quý. Ở Hawaii là cái gỗ này là quý nhất rồi. Giật chuối không mình khai lạc. Hồi xưa ở đây bắt đầu làm á, là người ta import công nhân ở mấy cái vùng như Micronesia, dân tộc Indonesia hay là được qua đây để làm Philippines. Là hồi lúc bắt đầu làm ở đây người ta import nhân công nhân ở nước ngoài về. Coi như nhận công nhân từ các nước Đông Nam Á, các nước già, dạ, các nước ở vùng Á Châu. Dạ. Qua làm tại Hawaii này. Qua làm ở vườn này. Hồi xưa làm bằng thủ công, chưa có máy móc nhiều cho nên người ta làm bằng thủ công. Và vườn này trước khi mà trồng khóm á, là người ta là vườn mía. Ừ. Hồi xưa ở Hawaii này là mía. Nói tới Hawaii là nói tới mía. Trời thương không? Giống như hai người đang gặt hái đằng kia kìa mẹ. Chỗ trước đường rầy kìa thương ha. Đó giống như đang làm rẫy, làm ruộng, làm mương. Chai lá ngà kìa. Việt Nam mình kêu chai lá ngà đó. Once inside, workers hand select the fruit based on size and shell color. Ở đây đương nhiên thì mình quay không biết ở đây là Mỹ ha. Nó có một cái cây rồi, đúng rồi, giống như Việt Nam. Đúng rồi. Các bạn ơi, để đáp lại yêu cầu của các salon, những nơi làm nail muốn có những cái màu sắc mẫu mã mới đẹp dành cho khách hàng, nó phải có một sự thay đổi. Để đáp ứng lại cái yêu cầu đó, CNC Gel đã cho ra 4 cái collection trong năm 2018. Đó là Party Collection, London Collection, Bling Bling Collection và Platinum Collection. Party Collection với những màu sắc tươi trẻ, vui tươi cho những party, những event, những nơi vui lễ hội. London Collection với những màu sắc của mùa thu và mùa đông, giống như bầu trời của London Anh Quốc. Bling Bling Collection với những màu sắc tươi trẻ, sống động của giới trẻ. Và Platinum Collection với những màu sắc sang trọng, quý phái, lộng lẫy, rực rỡ. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu 4 collection của CNC Gel đến với tất cả quý vị trong ngành nail. Xin chào quý vị, tôi là luật sư Ethan Phạm từ tiểu bang Georgia. Tôi đang ra tranh cử cho chức vị dân biểu liên bang của Hoa Kỳ để bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người. Nguyện vọng của tôi là mọi người có bảo hiểm sức khỏe để khỏi lo lắng về việc tài chính khi bị bệnh hoạn. Và tôi cũng muốn chính sách di trú của nước Mỹ có tính cách nhân đạo hơn. Xin tiếp tay với tôi để cho tôi có thể nói lên tiếng nói của quý vị. Và nguyện vọng đó chỉ có thể trở thành sự thật khi Ethan Phạm trở thành dân biểu liên bang của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy ủng hộ Ethan Phạm bằng tất cả niềm tự hào của người dân Việt. I support Ethan Phạm.
Hoang mang khi có thân nhân bị trục xuất. Lo âu khi rơi vào hoàn cảnh ly dị. Đau đớn khi bị tai nạn xe cộ. Bối rối khi phải đương đầu với các thư kiện. Tất cả những gì liên quan tới pháp luật, xin quý vị hãy để tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm lo cho. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm là nơi hội tụ rất nhiều luật sư giỏi kinh nghiệm. Chúng tôi đã từng hoàn thành xuất sắc các vụ kiện mà những văn phòng khác đã từ chối. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm sẽ đem lại quyền lợi thiết thực cho quý vị. Các bạn ơi, thời gian càng qua mau thì tuổi già càng ngày càng chồng chất, trí nhớ càng ngày càng suy giảm và sức khỏe cần phải hồi phục. Cho nên chúng ta nên uống mỗi ngày sữa dê GAW. Sữa dê GAW là tổng hợp của 3 loại sữa goat milk, almond milk và walnut milk đã tạo nên hương thơm ngào ngạt khi mình uống nó. Ở trong cái sữa dê GAW có chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp cho người uống tạo được sức đề kháng, tăng cường sinh lực, hồi phục trí nhớ, làm đẹp cả làn da và mái tóc của mình. Ở trong sữa dê GAW đã chứa hơn 35% chất calcium so với sữa bò. Cho nên, sữa dê GAW sẽ giúp tăng chiều cao cho trẻ em, ngăn ngừa bệnh loãng xương cho người già, rất tốt cho người bị dị ứng với lactose và thích hợp cho những ai không uống được sữa bò. Nếu uống sữa dê GAW mỗi ngày, Việt Thảo tin chắc một điều, nó sẽ tăng cường sinh lực cho giới trẻ và hồi phục sức khỏe cho người già. Sữa dê GAW, Made in USA, nên uống mỗi ngày. Các bạn, những người Việt Nam trên toàn thế giới có dịp đến Mỹ, ghé vô California, phải ghé miền Bắc California, ghé vô San Jose và đặc biệt Vietnam Town. Ở nơi đây có cơm New Cali hương Việt. Ở nơi đây các bạn sẽ được thưởng thức hương vị của quê nhà, không cần nấu cơm ở nhà. Và thưởng thức được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam tại hải ngoại. Việt Thảo được hân hạnh giới thiệu cơm New Cali hương Việt ở tại Vietnam Town, San Jose. Đó các bạn, chỉ có tại Việt Nam Town ở San Jose là có cơm niêu Cali hương Việt, là có cơm niêu như thế này, cơm niêu trái nha. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đang thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Còn đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống bình thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Anvira ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện Minh Lệ của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo.